Neo xin chào các bạn. Ở clip tiếp theo này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các bài tập khởi động để chuẩn bị cho việc ngồi vào đàn nha. Đầu tiên, chúng ta sẽ khởi động vai để làm nóng vai nha. Chúng ta sẽ xoay vai từ sau ra trước như thế này 15 lần. Và sau đó xoay ngược lại từ trước ra sau 15 lần như vậy. Thực hiện động tác này sẽ giúp vai được linh hoạt và không bị cứng trong lúc đàn đó các bạn nhỏ. Tiếp theo là đến động tác xoay khuỷu tay. Chúng ta sẽ đưa tay ngang ra như thế này và xoay từ ngoài vào trong 15 lần. Và sau đó xoay ngược lại từ trong ra ngoài 15 lần nữa nha các bạn. Động tác này sẽ giúp phần khuỷu tay được trơn tru hơn, cử động sẽ thoải mái hơn đó các bạn. Sau đó là động tác xoay cổ tay. Các bạn hãy nắm lấy hai bàn tay lại như thế này. Và chúng ta sẽ xoay như vậy khoảng 15 lần. Rồi các bạn hãy xoay ngược lại 15 lần nữa. Vậy là chúng ta đã khởi động xong cổ tay rồi đó. Tiếp đến, chúng ta sẽ khởi động các ngón tay nha. Các bạn hãy để hai tay thẳng lên như thế này. Và chúng ta sẽ gập ngón tay lại như vậy. Nhớ là phải giữ cho phần bàn tay và cánh tay thẳng. Chỉ được cử động các ngón tay thôi nha. Nào, các bạn hãy cùng làm theo nhạc nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đúng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tới bài tập căng ngón tay hen. Các bạn sẽ căng bàn tay ra và sau đó nắm lại như thế này. Chúng ta sẽ cùng thực hiện theo nhạc ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rất tốt! Giờ thì chúng ta sẽ cử động từng ngón tay của mình. Các ngón tay trên bàn tay của mình được đánh số như thế này nè các bạn. Tay phải, ngón 1, ngón 2, ngón 3, ngón 4 và ngón 5. Tay trái, ngón 1, ngón 2, ngón 3, ngón 4 và ngón 5. Các bạn hãy đưa tay phải của mình lên nào. Chúng ta sẽ cử động mỗi ngón 2 lần, từ ngón 1 tới ngón 5 và sau đó từ ngón 5 tới ngón 1 nha. Hãy làm theo nhạc nào các bạn. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 ngược lại 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 Hay lắm. Bây giờ các bạn hãy đưa tay trái của mình lên nào. Chúng ta cũng sẽ thực hiện động tác tương tự như vậy từ ngón 1 đến ngón 5 và ngược lại từ ngón 5 đến ngón 1. Mỗi ngón 2 lần nhé. Hãy làm theo nhạc nào các bạn. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 ngược lại 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 Đúng rồi. Cuối cùng chúng ta sẽ thực hiện cả hai tay một lúc luôn nha. Bây giờ các bạn hãy giơ hai tay lên trên Neo nào. Chúng ta cùng nhau làm theo nhạc nha. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 ngược lại 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 Tuyệt vời!
Wow, khởi động xong thật là khỏe khoắn phải không các bạn? Các bạn nhỏ hãy nhớ thường xuyên tập các bài tập khởi động này ở nhà trước khi bắt đầu đàn nha. Neo tin là nếu làm thường xuyên thì các bạn sẽ thì tràn đầy năng lượng cho mỗi buổi tập luôn đó. Còn bây giờ thì chúng ta phải tạm biệt nhau rồi. Các bạn nhỏ và ba mẹ hãy nhớ đón xem clip tới của chúng mình nha. Ở clip tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về các từ khóa để nghe nhạc, rất là cần thiết cho việc phát triển tâm hồn của các bạn nhỏ luôn đó. Xin chào và hẹn gặp lại!